Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào mới tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ trả lời những thắc mắc của các mẹ chuẩn bị cho con ăn dặm hay bắt đầu cho con ăn dặm, không biết là cho con ăn thời điểm như thế nào là chính xác, là tốt nhất cho con của mình, cũng như là mỗi ngày cho bé ăn bao nhiêu cữ là tốt nhất. Và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Mình sẽ thì review thật kỹ cũng như là mỗi ngày bé ăn bao nhiêu bữa, mỗi bữa bao nhiêu ml để cho bé ăn phát triển một cách tốt nhất. Thì đối với theo khoa học đã chứng minh rồi, cái thời điểm mà chính xác nhất để cho bé ăn dặm đó là từ 6 tháng tuổi trở lên. Và nếu các mẹ không căn theo 6 tháng tuổi, các mẹ phải căn theo. Thứ nhất là con ngồi vững, thứ hai là con đã cứng cổ, con rất thèm ăn, đòi ăn. Thì cái việc mà dấu hiệu này, kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã làm một cái video review rất kỹ về cái dụng cụ ăn dặm, rồi các dấu hiệu con bắt đầu ăn dặm và cái dấu hiệu này như thế nào. Các mẹ có thể theo dõi lại cái video ngày hôm đấy của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói qua một chút nữa, đó là cái xác định được một cái thời điểm ăn dặm của con nó quyết định rất quan trọng. Bởi vì nếu các bạn cho ăn sớm quá cũng không tốt cho con, và cho ăn muộn quá lại càng không tốt cho con. Vì vậy nên rất nhiều bạn hỏi kênh Mẹ Bé Thủy Thảo thời điểm ăn dặm là như thế nào. Mình các bạn có thể theo dõi lại cái video dấu hiệu ăn dặm và những dụng cụ cho cái bé ngày đầu ăn dặm là như thế nào nhá. Rồi bây giờ thì bỏ qua cái vấn đề đó là dấu hiệu ăn dặm, thì sẽ sang một cái giai đoạn nữa, đó chính là bé ăn ngày đầu tiên sẽ ăn như thế nào và một ngày của bé sẽ ăn bao nhiêu bữa là tốt nhất. Thì các bạn lưu ý là khi mà bé bắt đầu ăn dặm chỉ là việc bé làm quen, bé tập nhai, bé từ chuyển từ dạng lỏng sang dạng đặc. Vì vậy nên chúng ta tuyệt đối là không ép bé. Nếu bé khóc, bé khó chịu, bé không chịu ăn, bé khóc nôn mửa, các bạn nên ngừng ngay và tập một cách nhẹ nhàng cho con của mình. Và tập như thế nào? Các bạn sẽ cho những cái dạng ăn gọi là dạng lỏng nhất, dễ ăn nhất cho bé để bé tập. Và trong cái giai đoạn đầu tiên bé bắt đầu ăn dặm thì các bạn chỉ cho bé ăn một bữa, đúng một bữa vào lúc 10 giờ sáng. Và cái số ml ăn thì không quá 200ml mỗi bữa ăn đầu tiên của bé. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Rồi khi bước sang tháng thứ 2, tức là qua cái tháng đầu các bạn chỉ cho bé ăn một bữa vào lúc 10 giờ sáng, thì qua tháng thứ 2, sau cái tháng ăn một bữa đấy, các bạn sẽ tiếp tục sang bữa 2 bữa và cho bé ăn vào một bữa vào lúc 10 giờ sáng và một bữa vào lúc 7 giờ tối. Đây là hai cái thời điểm mà giúp bé ăn dặm một cách tốt nhất. Và các bạn lưu ý là không ép bé ăn, bé có hiện tượng nôn bữa, quấy khóc, và tuyệt đối là không cho ăn sát bữa quá. Ví dụ như các bạn vừa cho bé ăn lúc 10 giờ sáng thì tầm 3 giờ chiều các bạn đã cho ăn thì nó sẽ sát bữa quá, bởi vì hiện tại bé vẫn đang còn bú sữa. Và cái dù là bé ăn dặm, bé bắt đầu ăn dặm thì các mẹ biết được rằng, lưu ý là sữa mẹ vẫn là cái quan trọng nhất cho con của mình. Vì ăn dặm nó chỉ là cái để cho bé tập nhai, bé tập làm quen với việc ăn thôi. Và cái quan trọng nhất vẫn là sữa, nên chúng ta không cần phải ép con quá nhiều. Các mẹ không cần phải lo lắng khi mà thấy con khóc hay là con nôn mửa, con không chịu ăn, cái này các mẹ không cần phải lo lắng nhá. Vì tháng đầu chỉ là việc để cho bé làm quen với việc ăn dặm thôi, và sữa mẹ vẫn là cái quan trọng nhất cho con của mình. Rồi cái bữa đầu tiên thì sau một tháng đầu các bạn cho một bữa, thì sang tháng thứ 2 các bạn sẽ cho ăn sang hai bữa. Và bữa đầu sẽ vào lúc 10 giờ sáng, bữa thứ hai vào lúc 7 giờ tối. Đây là hai cái thời điểm mà giúp cho bé ăn tốt nhất, hấp thụ một cách tốt nhất. Khoảng cách giữa hai bữa nó cũng cách nhau để bé có cảm giác đói, để thèm ăn, bé không quấy khóc, bé không bị no quá. Và nếu các bạn cho ăn sát quá thì bé có thể là bị no quá, lúc thì sẽ bị đói quá và lúc thì lại bị no quá. Như vậy thì không tốt cho tiêu hóa của bé một chút nào. Đấy là khoảng cách giữa hai thời điểm. Và cái lượng ăn của bé như mình đã nói rồi, không quá 200ml. Và để cho bé tự quy định cái mức lượng ăn của mình, bé ăn được bao nhiêu các bạn cho bé ăn bấy nhiêu, không ép, tuyệt đối không ép. Đấy là cái lưu ý khi mà chúng ta cho con bắt đầu ăn dặm. Rồi bây giờ thì tiếp sang một cái bước dinh dưỡng nữa, đó là từ tháng thứ 7, thứ 8 thì các bạn sẽ phải cần thêm các loại dinh dưỡng như các loại trái cây, các loại hoa quả cho con của mình, để nó thêm các loại vitamin cho con. Và bây giờ thì mình sẽ sang những quy trình quan trọng nhất, những quy trình chuẩn nhất cho con từ những bước quan trọng như thế nào. Thì cái quy trình đầu tiên đó là ăn từ lỏng sang đặc. Với các bé nhỏ, các bé mới bắt đầu làm quen thì các bạn phải cho ăn một cái dạng lỏng nó gần giống với sữa mẹ nhất. Tỷ lệ ăn tốt nhất, thích hợp nhất cho bé chính là 1 trên 10.
một một muỗng bột thì tương đương với 10 muỗng nước đấy, các bạn phải chia tỷ lệ như vậy và nó loãng như vậy giúp cho bé dễ dàng ăn hơn, bé sẽ không còn cái tình trạng nếu các bạn cho ăn đặc quá thì bé rất dễ bị bón này, hoặc là bé không thể nuốt được, bởi vì bé đang bú hoàn toàn dạng nước mà cho sang một cái dạng đặc hẳn lên thì bé sẽ không thể nuốt được. Đấy là các mẹ lưu ý. Và từ lỏng sang đặc, các bạn sẽ theo từng cái mức độ ăn của con của mình. Ngày 1 tuần đầu các bạn cho ăn tỷ lệ 1:10, sau đấy thì các bạn tăng lên đặc dần một chút. Và các bạn theo tỷ lệ đầu tiên đó là bột vào cháo dây, tiếp theo đó là cháo hạt, tiếp theo nữa đó là cơm xay nhuyễn hoặc là giã nát. Đấy, hoặc là sau khi mà đã qua những cái giai đoạn đấy, bé sẽ bắt đầu tập nhai, tập ăn cơm được rồi. Đấy là những cái giai đoạn ăn của con. Và từ lỏng sang đặc, rồi đấy là quy trình đầu tiên từ lỏng sang đặc. Quy trình thứ hai để con ăn dặm đó chính là từ ít đến nhiều. Thì như đầu video mình đã nói, cái việc cho bé ăn dặm bữa đầu tiên, tháng đầu các bạn chỉ cho ăn một bữa thôi, sẽ cho ăn ít và không quá 200ml đấy, để bé bắt đầu tập ăn dần từ ít đến nhiều như vậy. Tiếp theo nữa thì khi mà các bé bắt đầu từ tháng thứ 7, thứ 8 thì các bạn sẽ bổ sung thêm các dinh dưỡng vào cho bé ăn sang hai bữa. Và bổ sung thêm các dinh dưỡng như đầy đủ các nhóm về ngọt, mặn, rồi các nhóm dinh dưỡng đấy bổ sung cho bé. Và ngoài ra nữa, chúng ta sẽ thêm vào tháng thứ 7, thứ 8, bước sang cái giai đoạn các bạn ăn ngày 2-3 bữa, thì chúng ta sẽ thêm các loại trái cây. Các loại trái cây nước ép này, các loại sinh tố trái cây, và các bạn xay thật nhuyễn, thật nhỏ cho con. Và các loại trái cây giống như quả chuối hay là những cái bé có thể cầm được, hay các loại rau củ quả luộc như đậu bắp, các bạn có thể luộc lên cho bé tự cầm, hoặc là miếng cà rốt. Đấy, cho chúng bé tự cầm, tự nhai, tự đút vào trong miệng và bé tập ăn. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng cái dụng cụ tập nhai cho con, bỏ trái cây vào trong cái dụng cụ tập nhai đấy để cho bé nhai. Đấy cũng là một cái cách để chúng ta có thể cho bé ăn thêm những bữa phụ. Có những món ăn bánh ăn dặm cho bé nữa cũng rất tốt. Ngoài hai bữa chính thì các bạn có thể kết hợp thêm. Nhưng trong cái giai đoạn đầu, cái bữa đầu tiên của bé thì chỉ cho ăn một bữa vào lúc 10 giờ sáng thôi. Khi mà bé bước sang cái giai đoạn tháng sau, một tháng đầu đấy, các bạn mới thêm những cái thực phẩm như vậy. Vì để cho bé không bị quá tải về cái việc nạp những cái thức ăn nặng vào cơ thể, cũng như là bé chưa đủ khả năng để hấp thụ được các loại vitamin từ trái cây hay là các loại rau củ quả đấy, thì chúng ta chưa thể cho ăn vào cái giai đoạn tháng đầu tiên như vậy. Và chúng ta sẽ cho khi mà bé đã bắt đầu ăn sang 2 tháng. Và thêm các loại rau củ quả cũng như là các loại quả trái cây nhiều vitamin C, nhiều dinh dưỡng, nhiều vitamin A và các chất xơ cho bé để giúp cho bé phát triển một cách tốt nhất. Rồi, đấy là cái giai đoạn mà bé có thể ăn thêm những cái dinh dưỡng đấy thì các mẹ cần bổ sung cho con của mình. Và cái quy trình thứ ba cũng rất quan trọng cho con. Quy trình thứ ba đó chính là mẹ đảm bảo dinh dưỡng cho con. Thì các mẹ cũng lưu ý đó là trong cái giai đoạn tháng đầu tiên của con, mình không cần phải quan trọng quá nhiều về cái chế độ dinh dưỡng của bé trong cái tháng đầu tiên đấy. Tháng đấy quan trọng nhất dinh dưỡng của bé vẫn là từ sữa mẹ. Và các bạn cho bé bú hoàn toàn sữa mẹ đã đảm bảo được cái dinh dưỡng cho con rồi. Và khi mà bé bắt đầu ăn dặm thì trong cái giai đoạn tháng đầu tiên, chúng ta chỉ cần cho ăn cháo dây này, rồi bột ngũ cốc Baby Gold hay các loại bột ăn dặm trên thị trường. Nó cũng không quá nhiều dinh dưỡng cho con, nó sẽ giúp cho bé dễ dàng hấp thụ hơn. Và không cần quan trọng quá nhiều về cái chế độ dinh dưỡng trong cái tháng đầu. Và bước qua tháng đầu sang cái tháng 2 bữa ăn thì các mẹ cần phải thêm những dinh dưỡng cho con. Và từ tháng thứ 7, thứ 8, thứ 9 đến tháng 12, chúng ta phải làm sao đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, canxi, vitamin, chất xơ. 4 nhóm dinh dưỡng như vậy cho con của mình. Và nó đảm bảo nguồn dinh dưỡng như vậy sẽ giúp cho bé phát triển một cách tốt nhất. Và khi mà bé đã bắt đầu ăn dặm, gọi là ra những bữa chính rồi, có những bữa phụ rồi, thì các mẹ phải cần đảm bảo như vậy để bé không bị thiếu chất, bé sẽ phát triển một cách toàn diện nhất. Và các mẹ cũng lưu ý nhé, chúng ta tuyệt đối là không sử dụng những cái thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là gì? Đây là những cái loại thuốc giống như thuốc bổ sung vitamin D, rồi thuốc bổ sung thêm canxi, thuốc bổ sung thêm các chất gọi là chất điều vị, rồi thuốc bổ sung chiều cao. Những cái này các mẹ không tự ý sử dụng cho con của mình, và chỉ có hướng dẫn của bác sĩ hay là chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn các mẹ dùng cho con thì các mẹ mới nên dùng nhé.
Rồi đấy là những cái lưu ý, những cái quy trình ăn dặm, những cái quan trọng khi mà các mẹ cho con ăn dặm. Và những bạn nào đang phân vân chưa rõ về bất kỳ quy trình nào, hay là chưa rõ về cái việc cho con ăn dặm và cho con ăn bao nhiêu bữa, các bạn có thể để lại nhận xét trong video hoặc IB trực tiếp vào số Zalo bên trên, thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn cho các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.